Ngân hàng sẽ chào giá ngay sau đây. Xác suất tương đối không chênh lệch nhiều giữa số nhỏ và số lớn. Alo, cho tôi nghe. Xin cảm ơn. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp 23 giai đoạn này là 1.800.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Mở tiếp theo 4 cặp nữa. Mở cặp số 10. Cặp số 10, chúng tôi xin được mời bạn Diệu Hiền chuẩn bị. 15 triệu đồng. Màu xanh. Vẫn còn 3 con số lớn nhất, còn 3 cặp nữa. Mình mở cặp số 25. Cặp số 25, bạn Yến Linh chuẩn bị. Kết quả, giá trị bên trong cặp 25 là 10.000 đồng. Còn 2 cặp. Mình mở cặp số 26. Phương Ngân chuẩn bị. Đây là về số cuối cùng với kết quả 2 triệu đồng. Còn một cặp nữa, ngân hàng sẽ chào giá. Mình mở cặp số 19. Cặp số 19, Mỹ Loan chuẩn bị. Kết quả cặp 19 là 4 triệu đồng thôi. Ngân hàng chào giá. Giai đoạn này, ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 23 là 4.100.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. 3 cặp nữa thôi. Mở cặp số 18. Tuyết Nga chuẩn bị. Số tiền 1 triệu đồng. Còn 2 cặp nữa. Cảm nhận sự may mắn của mình và tiếp tục lựa chọn. Xin mở cặp số 7. Cặp số 7, Bảo Vân chuẩn bị. $1.000. Còn 1 cặp. Xin mở cặp số 9. Kim Liên cặp số 9 chuẩn bị. Ngân hàng chào giá. Bạn đã rất may mắn khi đã mở toàn những cặp nhỏ và giữ được 3 con số lớn sáng sát với nhau. Alo, chú tôi nghe. Xin cảm ơn. Giai đoạn này, ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 23 là 6.200.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Mở 2 cặp nữa. Chúng tôi sẽ mời khán giả. Xin mời thí sinh nào sẽ có cơ hội dự đoán nếu anh chọn cặp của thí sinh ấy. Mình chọn cặp số 24. Cặp số 24, mời thí sinh số 24 dự đoán. Tôi tên là Lê Nguyên và tôi xin dự đoán cặp số 24 là 250.000 đồng. Nếu bạn Lê Nguyên đoán đúng, tiền thưởng dành cho bạn giai đoạn này sẽ là 1.200.000 đồng. Vâng, bạn thường xuyên theo dõi chương trình. Lê Linh chuẩn bị. $100.000.000. Rất tiếc phải không anh Tài? Ngay bên cạnh cặp 23, 24 là 100.000.000. Đoán thêm một cặp nữa, ngân hàng sẽ chào giá. Có thể nhờ anh Duy gợi ý.